Thưa quý vị và các bạn, vào thế kỷ 19, ở tại châu Âu có xuất hiện một trường phái làm nền tảng cho nghệ thuật đương đại. Nó đi ngược lại với quan niệm của thời kỳ phục hưng. Những người khởi xướng cho trường phái này có thể kể đến nhà thơ Robert Browning hay Ludwig van der Rohe. Less is more chính là phương châm của thiết kế tối giản. Đây cũng chính là lý do mà Ngọc Hân chọn Vedana Lagoon, một khu nghỉ dưỡng nằm cạnh phá Tam Giang, cho kỳ nghỉ của mình. Less is more có thể được cảm nhận từ lối kiến trúc đơn giản mà đẹp, cách bài trí tinh tế mà sang trọng. Khi hắn bước chân vào khu nghỉ dưỡng này, hắn sẽ thấy những là không gian rất là truyền thống, mái lá rậm rạp. Nghe tiếng chim hót líu lo nữa, và được ở trong một không gian rộng rãi thoáng mát như thế này, thực sự là một trải nghiệm rất là thú vị. Nếu như không gian ở bên ngoài là một không gian rất là truyền thống, thì bây giờ hắn phải bước vào một căn phòng rất là hiện đại, thiết kế theo một phong cách rất là đơn giản. Cái đường nét cũng như là bố cục sắp xếp của tất cả những thiết bị trong phòng này thì tạo cho mình một cảm giác rất là đơn giản và nó rất là khác với cái phong cách trang trí của thời phục hưng là đi nhiều về các cái chi tiết. Thì đây là một căn phòng mà em thấy nó rất là đơn giản và làm nổi bật lên những cái bố cục, cái thiết kế khỏe khoắn của cái căn phòng này. Trúc rất là hiện đại, đơn giản và tinh tế, nhưng lại không được đặt trên những cái villa, trên những quả đồi lùng gió. Đây là một không gian rất hiện đại được xây dựng trên mặt nước. Đúng là một khung cảnh rất là tuyệt vời. Khi được đứng ở đây thì em có thể nhìn ngắm được bao quát và xung quanh toàn bộ khung cảnh ở đây. Đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam được xây dựng ở trên một mặt nước. Đứng ở đây thì Ngọc Hân có cảm giác như là được lạc vào giữa một bức tranh thủy mặc, để có thể lặng yên nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi dịu êm du dương như một bản tình ca, có thể được hít hà vị mặn của biển, vị thanh tao của khí trời. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào một không gian rất là huyền. Đây là phòng tắm của khu nghỉ dưỡng. Em thấy đây là một không gian rất là rộng rãi, rất là khoáng đạt. Mà tại sao khu nghỉ dưỡng mình lại chọn hội họa là một bộ môn để triển lãm phòng tranh mà lại không phải là một bộ môn nghệ thuật khác? Hội họa là một môn nghệ thuật rất đặc trưng của Huế. Ở Huế đã sản rất là nhiều những cái họa sĩ rất là nổi tiếng và tài ba. Khu nhà hàng này là được mô phỏng theo kiến trúc nhà Rương Huế, cột tròn to và cái mái vòm được điêu khắc rất là tinh tế. Và cái không gian rất là rộng và thoáng mát. Du khách tới đây nghỉ dưỡng đắm mình trong một không gian rất huyền. Tôi hướng vào thăm một ngôi nhà Rường Huế. Vậy cái đặc điểm kiến trúc của nhà Rường Huế là như thế nào ạ? Nhà Rường Huế gồm có là 3 căn, 2 trái, không có dùng tất cả các cái loại đinh hay là cái loại gì mà đóng vào để cho chắc, mà dùng mộng thôi. Tại sao là nhà Rường lại trở thành một cái nét văn hóa rất là đặc trưng ở Huế ạ? Ngày xưa là nhà Rường á là được dành cho những đầu tư trung lưu cho đến thượng lưu. Ngày xưa là người ta chú trọng đến cái lễ nghĩa,